Hello, xin chào mọi người, mình lại gặp nhau trong một video mới. Thì hôm nay là một buổi sáng thứ bảy khá là bận rộn tại vì mình phải đi làm một ngày á. Và da mình có vẻ hơi khô chút tại vì thời tiết nó cứ thất thường. Ở ngoài thì rất là nắng nhưng mà kiểu như mây thì nó cứ âm u rồi nó lại lạnh á, cho nên là da mình nó rất là khô. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái loại sản phẩm mà mình vừa mới nhận được đây thôi. Chứ là một loại mặt nạ có thể đắp vào buổi sáng trước khi mọi người make up, giúp cho da có thể trở nên căng bóng mịn màng và nhiều thứ sống hơn. Thì đây chính là cái loại mặt nạ mà hôm nay mình sẽ thử cùng mọi người nha. Chính là cái loại mặt nạ Red Glowing Skin Gold Mask Moisturizing and Brightening của hãng Red Beautical. Theo như mình tìm hiểu thì đây chính là loại mặt nạ đã được nghiên cứu và sản xuất ra từ viện thẩm mỹ rất là nổi tiếng về thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc, hình như là Red Plastic Surgery thì phải. Đây chính là có loại mặt nạ mà đang rất là hot hiện tại. Thì mình thấy các bạn beauty blogger hoặc là những cái người nổi tiếng của bên Hàn Quốc á, người ta xài rất là nhiều, cho nên bây giờ mình sẽ xài thử để cho mình cũng có cảm giác là một người nổi tiếng xem nó như thế nào. Red Beautical đã ứng dụng bí quyết thực tế của đội ngũ y bác sĩ và đưa ra những giải pháp làm đẹp thích hợp nhất. Mặt nạ với thành phần có chứa cây cỏ thiên nhiên và hỗn hợp của hoa violet sẽ giúp duy trì độ ẩm cao, dịu ẩm sâu và làm dịu những làn da nhạy cảm. Đặc biệt phù hợp với các nàng đang có những làn da sần sùi, sẽ giúp cho làn da trở nên căng bóng và mịn màng hơn. Khi mà nhìn qua bao bì sản phẩm thì mình có thấy cái hình nó đã là hình như vậy, là một cái bao bì màu hồng và có cái hình mặt nạ màu vàng. Nên mình nghĩ đây cũng là một cái loại mặt nạ màu vàng. Và nó chia đôi như vậy nè, thì kiểu như là có hai miếng để mọi người có thể điều chỉnh được phù hợp với lại khuôn mặt của từng người luôn. Không có cần sợ là mặt nạ không có vừa với khuôn mặt hoặc là quá bự hoặc là quá nhỏ, thì mình có thể điều chỉnh dễ dàng hơn. Bây giờ mình sẽ đắp cho mọi người xem luôn nha. Bây giờ mình sẽ mở ra. Ở trong này có một cái mùi hoa khá là thơm, rất là thơm luôn á, đúng kiểu mỹ phẩm Hàn Quốc. Trời ơi, một mặt nạ thơm dã man. Đây là cái mặt nạ mà mình đã lấy ra nè. Ui, trời, dưỡng chất nhiều quá, nó chảy lên lưng hết, bôi lên mặt. Hiện tại da mặt mình đã rửa sạch rồi nha, tại vì đây là buổi sáng nên mình đã rửa sạch mặt rồi. Nếu như mọi người đắp buổi tối thì mọi người phải tẩy trang trước rồi mới rửa mặt, rồi hẳn đắp cái này nha. Nè, hai miếng nè, cái lớp mặt nạ nó màu vàng nè mọi người thấy không, và nó rất là dai. Thì đây mình sẽ đắp cái phần này lên trước. Mình thấy mọi người mà đắp cái mặt nạ này nhìn giống như siêu nhân á, nhìn dễ thương luôn á. Mình đã đắp xong rồi. Bây giờ sẽ chờ 20 phút là sẽ tháo cái mặt nạ này ra. 20 minutes later. Mình đã tháo cái mặt nạ ra rồi và mọi người nhìn thấy là cái dưỡng ẩm vẫn ở trên da mình rất là nhiều luôn. Thì theo như mình tìm hiểu, cái mặt nạ này á là thay vì như những cái loại mặt nạ thông thường khác, nó chỉ là một cái lớp mặt nạ màu trắng thôi. Thì khi mà mọi người đắp sau 20 phút á thì những cái chất dưỡng ẩm nó đã bay đi qua không khí một phần nào đó rồi, cho nên là có thể nó sẽ bị khô ở trên cái lớp bề mặt da nè, nên nhiều khi nó không có đủ ẩm á. Còn cái này tại vì nó màu vàng cho nên là cái lớp màu vàng li ti đó, cái lớp nhũ li ti màu vàng đó, nó sẽ giữ cái phần ẩm lại trên bề mặt da của mọi người và sẽ giúp hấp thụ tốt hơn trong da. Cho nên là những cái dưỡng chất của cái mặt nạ này á, nó sẽ vẫn ở trên da mọi người và hấp thụ tối đa luôn, chứ không có bị bay hơi ra bên ngoài nữa. Cho nên là mình rất là thích, da bây giờ rất là đủ ẩm luôn nè mọi người nhìn đi. Đó. Và mình thấy cái mặt nạ này có độ ẩm rất là cao, kiểu như là cái tinh chất nó đậm đặc chứ nó không có bị quá lỏng á. Cho nên là rất là phù hợp với các bạn có làn da nhạy cảm và những bạn có làn da khô muốn đắp để cho da trở nên trắng mịn và nó sáng màu hơn á, nhìn nó có sức sống hơn và tươi trẻ hơn. Thì mình nghĩ là những bạn nào mà muốn cái lớp makeup của mình nó đẹp hơn và trước khi makeup á, thì mọi người có thể đắp mặt nạ vào buổi sáng như mình, hoặc là mọi người có thể đắp vào cuối ngày khi mà mọi người vừa mới đi làm về, da mặt đã chảo một ngày hoặc là mệt mỏi ngoài đường, thì mọi người cũng có thể đắp cái mặt nạ này để da mặt được tái tạo lại nha. Ở trong cái gói mặt nạ này á, thì mình thấy cái dưỡng chất rất là nhiều, kiểu như là mọi người có thể dư để mà để lại đắp vào những ngày sau luôn, cũng như là đắp được 3-4 lần sau luôn vậy á. Thì mọi người có thể dùng những cái viên mặt nạ nén á, bỏ vào đây để ngâm thêm cái dưỡng chất và đắp thêm những ngày sau nha. Trời ơi, mình thấy một cái miếng mặt nạ này đắp được khoảng 3-4 lần là rất là lâu luôn á. Đó, thì video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem video này. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của mình ở bên dưới này để đón xem thêm nhiều video mới của mình trong thời gian sắp tới nha.
Mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye.